hơi mượt. Để vẽ xong cái mình sẽ... Thôi mình đừng có ngân nga nè. Cái gì vậy? Ủa vậy gì khó vậy? Cái gì? Avatar đúng không? Hay là cái gì? Giống như hoàng tử ếch hay gì á? Không hả? Xoay. Đó, cái này là tên bài hát Titanic nè. Xoay. Tay du ký. Chính xác. Wow. Đường tam tạng mà dễ như nữ hoàng Elizabeth vậy đó. Xin mời quay lại. Rồi cái này không biết luôn. Vẽ cái gì cụ thể hơn đi, vẽ thêm một cái gì đấy đi. Rồi xoay. Hết rồi, hết 10 giây, sợ hết 10 giây vẽ rồi. Gì nè. Skip. Có 10 giây vẽ rồi. Vòng. Chóng mặt chưa okay, tụi em? Ok, 3 vòng. Chơi trận này xong tiếng rối loạn tiền đình. Xong xong. Rụng lông mi luôn rồi, rất không tắt len luôn. Xin mời quay lại ạ. 10 giây thôi. Vòng xoáy tình yêu. Vòng xoáy tình yêu. Xuân Sở. Chính xác. Hay quá. Trời ơi, giỏi quá. Chết rồi, đoán hết luôn rồi. Hay quá, cái gì nó cũng biết hết. Cái này dễ này. Chết rồi, dễ sao? Dễ cực. 3, 2, 1, quay lại. Chí Phèo Thị Nở. Chính xác. Hay quá. Em không biết câu này luôn, thật sự là. Vâng, đã hết rồi. Và mọi người hãy cùng đếm tổng số điểm của đội xanh là cây nha. 10 điểm, chính xác. Đội xanh nước biển đã sẵn sàng. Rồi. 3, 2, 1. Bắt đầu. Ồ, là khó phải không em? Dạ. 3, mọi người em nghĩ là cũng khó. 2, 1, xin mời. Có bài nữa. Trời. Bên kia. Nó về cổ tích hả? Xoay. Hỏi lại chả cá. Xoay. Trời ơi. Xoay. Giá như anh có yêu em nhiều. Náo cá vàng. Chính xác. Trời ơi, cái nhỏ mà như cái bánh quy. Ôi trời ơi. Chính xác. Ồ. Rồi xong. Món này ngon. Căng nha. Ơi chị thấy ơi, em nghĩ là đội mình không qua được rồi. Thôi mình em cứ chơi tà tà nha. Thôi. Thế để rất đẹp hoặc có thể rất chi tiết nha. Ủa gì đó. Thể rất đẹp hoặc có thể rất chi tiết nha. Ủa gì đó. Đây là chân Picasso à? Xoay. Hỏi chi vậy? Chị hỏi chi vậy? Xoay rồi. Chị nói dễ là một xoay lầm lớn. Bát rồi. Bát đi. Bát quay ba vòng. Bát đi. Một. Hai. Dễ nha, cái này dễ. Đó đang. Hoa hướng dương, hoa hướng dương. Sai. Cái ngay rồi. Cái này dễ nha. Mặt trời. Sai. Hoa mặt trời. Sai. Cho chị thử một cái đi. Mình chỉ cần ghép chữ thôi mà mọi người. Cuộc đời căng thẳng quá mấy bé ơi. Ba. Hai. Khó nào, cái này khó. Một. Xin mời xoay lại. Cầu vòng cơn mưa. Xoay. Sau cơn mưa trời lại sáng. Xoay. Hỏi đi, đừng có đoán nữa, hỏi đi. Mấy từ ạ? 4 từ. Xoay. Xoay. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Cầu vòng. Clip có thể xếp ra thời gian anh chạy. Phía sau một cô gái. Phía sau một cô gái. Muốn bùng cháy. Thôi mình bát được không? Mình bát quay 3 vòng. Mình bát đi. Bát quay 3 vòng. Trời ơi. Khổ khổ quá. Cái dễ nè. Rồi. Cái gì vậy? Coi nhá. 3, 2, 1, xin mời quay lại. Cao thượng. À! Cô bé bán diêm, cô bé bán diêm. Xoay. Cái gì vậy? Bánh. Ôi diêm đâu ra hả? Bánh Doraemon. Bánh rán Doraemon. Chính xác. Wow. Ê, chính nhân là cái... Ông đừng có rán. Quý nè, bịt miệng quý nè lại. Bé nhìn như cô bé qua khăn đỏ ấy. Có anh nhìn vậy. Ừ, ai cũng nhìn ra Doraemon luôn. Góc nhìn Winner khác. 3, 2, 1, xin mời quay lại. Pinocchio. Sai. Xoay. Pinocchio cái kia chỗ vậy. Phù thủy. Chính xác. Em ngon rồi, em ngon rồi. À. Quay. 3, 2, 1, xin mời. À, một cây làm chẳng nên non, ba cây trồng lại lên một núi cao. Nhưng mà nó đúng, đúng một phần. Mọi người nên đừng làm tục nữa. Cây chi chăm đuông. Bốn từ hả chị? Xoay. Đúng rồi. Ủa chị có đếm không nhở? Chị bay chắc mặt. Một nửa có tục ngữ thôi. Ba cây trụng lại. Chính xác. Wow. Wow. Đúng rồi. Winner cũng đã đúng một câu. Câu này em thích lắm nè. Câu này hai người em giờ chơi nhau hay gì á. Mấy cái câu khó gì đó. 3, 2, 1, xin mời quay lại. Dạ, thôi biết. Rồi.
Ủa? Cái gì hóa điểm 10 hả? À? Sai. Chửi anh bắt chữ thôi. Hồi nãy chị nói cái gì? Hả? À? Rồi xong kiếm. Có thể skip skip là... Hoa 10 giờ. Trời hoa ơi. Hoa, hoa 10 giờ hoa sen mà. Ừ, cũng có lý mà, lý hình. Vừa đoán đúng rồi đó, là hoa gì đây? Tháp 10 bông sen. Chính xác. Đọc là hoa. Cứu tôi với. 3, 2, 1, xin mời quay lại. Bình hoa di động. Bình hoa di động. Đúng rồi. Chữ gì hả? Em đang bảo làm ảo thuật đấy. Cái này dễ nè. Cái này dễ nè. Ma nhìn nhanh nhanh nè. Coi. Không được. Chú ếch con ngồi đáy giếng. Sai. Đúng rồi. Ếch ngồi đáy giếng. Chính xác. Yeah. Ok. Cái đẹp này dài quá vẫn này còn hả? Mới gọi là đường hình có chữ nè. Ủa chết rồi. Cái này xin mời quay lại ạ. Xin mời vẽ được. Dễ lắm anh ơi. Annabelle. Chính xác. Hay quá. Trời ơi, bà vẽ gì người quen không mà hay hay. Sao mà chị dễ? Ba đi nhẹ ai ngồi nó dễ không? Nó ngồi đẹp luôn, đẹp đúng đẹp luôn. Đẹp ok luôn. Thời gian cho đội xanh nước biển chính là 9 phút. Đúng.